trong dữ liệu của Khải Tuấn không có phát sinh phần trăm lại quả cho ông vậy. Lời khai của những người liên quan cũng không thể hiện việc nhận tiền. Kiểm tra lại dòng tiền trong danh sách cuộc gọi của ông Vệ và những người thân cận không có dấu hiệu khả nghi. Bây giờ chị tính thế nào ạ? Thì tôi cũng chỉ gợi ý và tư vấn làm sao cho CDC Bình Hòa sớm có được lượng kit test kịp thời chống dịch thôi mà. Chị nói thế đâu có được ạ? Nếu chị Manh Phi giám đốc sở mà không tác động thì làm sao tôi có thể ký hợp đồng với công ty Khải Tuấn được? Lúc đấy dịch bệnh đang bùng phát, tất cả chúng ta đều nỗ lực cố gắng, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc mọi thứ chuẩn chỉnh theo điều kiện chống dịch đi chứ. Vậy là ông này vì lòng tự trọng chủ động khai báo để tự minh oan, hay nói đúng hơn là tránh bị nghi oan. Khác với đối tượng Trần Năm đã nhận tiền lại còn lên báo nói mình trong sạch. Ít nhất thì không phải ai cũng gục ngã trước sức mạnh của đồng tiền. Còn việc anh có nhận cảm ơn hay không thì đấy chỉ là chuyện cá nhân. Anh đâu có làm gì sai. Vâng, tôi cũng không làm điều gì sai cả mà. Thì đúng thế. Anh là người ở tuyến đầu, xả thân để chống dịch, đóng góp một phần không nhỏ vào chiến dịch toàn dân đẩy lùi dịch bệnh. Cho nên không ai có thể đổ lỗi hay quy trách nhiệm cho anh nếu như không có bằng chứng xác thực. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Anh cứ yên tâm. Chúng tôi chỉ nhờ chị giải thích hai văn bản trong bộ hồ sơ chỉ định thầu. Thứ nhất là bản chứng thư thẩm định giá, và thứ hai là hợp đồng mua bán giữa bộ chủ quản và công ty Khải Tuấn. Các anh thấy có vấn đề gì à? Tôi đã nói với các anh rồi, chúng tôi làm rất chặt dựa trên kết quả thẩm định giá mà chúng tôi thương thảo với đối tác. Và đối tác cũng phải chấp nhận thỏa hiệp và chịu trách nhiệm cái giá mà mình đưa ra. Tiếc rằng chữ ký của Hoàng Bá Khải trong bản hợp đồng này lại là chữ ký giả. Anh căn cứ vào đâu? Đây, đây là bản kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự về cả hai văn bản. Chị Bằng, qua lời khai của hai đối tượng, chị đã hẹn gặp họ ở một thành phố biển để ký vào các văn bản bổ sung cho hồ sơ nhằm đối phó với cơ quan điều tra. Rất tiếc, cuộc hẹn đó chưa kịp diễn ra. Bọn nó nói láo, bọn nó vu khống, chúng nó muốn chạy tội nên đổ vạ lên đầu tôi. Xin lỗi anh, tức đi họ rồi. Chị Bằng, chị nên bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng giữ thanh danh và hình ảnh cho chị.